Khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 8 tại xã Bình Dương, huyện Gia Bình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Gia Bình kiểm tra phát hiện Nguyễn Thị Lắm, 64 tuổi ở xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, đang vận chuyển 28 kg mì chính Miwon và Ajinomoto giả đi tiêu thụ. Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Công an huyện Lương Tài khám xét nhà Nguyễn Thị Lắm, thu giữ 2 máy hàn nhiệt, 1 cân loại 2 kg, 75 kg nguyên liệu mì chính đóng bao, hơn 30 kg vỏ bao bì in nhãn hiệu Miwon và Ajinomoto, hơn 1.000 túi mì chính thành phẩm có tổng trọng lượng khoảng nửa tấn. Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Lắm khai nhận mua nguyên liệu mì chính đóng bao, vỏ bao bì in nhãn hiệu Miwon và Ajinomoto về chia nhỏ tự đóng gói để bán lại kiếm lời. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.